Thưa quý vị, mặc dù hiện nay trên địa bàn của toàn tỉnh Quảng Ninh không có tụ điểm phức tạp về ma túy, tuy nhiên thì tình trạng người lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các công trường xây dựng, khu công nghiệp nghiện ma túy, tham gia vào hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy luôn có nhiều diễn biến phức tạp. Và để giữ vững địa bàn an toàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá, bắt giữ các ổ nhóm liên quan đến hành vi phạm tội này. Thị xã Quảng Yên, địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất của tỉnh Quảng Ninh, nơi tập trung khoảng hơn 10.000 lao động ngoại tỉnh, kéo theo đó là sự phức tạp về các loại tội phạm. Mới đây, công an thị xã vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là công nhân thời vụ tại một công trường xây dựng trên địa bàn về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Đây là những đối tượng có tiền sử sử dụng chất ma túy, có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, vừa tới Quảng Yên chưa lâu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Em mới xuống được 2 ngày thì bị bắt ạ. Em vừa nghỉ việc từ bên Hải Dương qua, định qua tìm việc ở chỗ Amata, xong rồi em chưa tìm được việc nên em ở nhờ phòng. Cái đối tượng này thường là không có chỗ ở, thứ nhất là không có nơi cư trú là chỗ ở cố định, không có ở trọ cố định, có thể là ở trong cái khu tập thể của khu nghiệp, 2 là có thể là thuê nhà dân trọ ngoài, 3 nữa là các đối tượng này thường là không đăng ký khai báo tạm trú tạm vắng. Phần đông họ là lao động phổ thông, nhận thức pháp luật hạn chế, vì vậy để xây dựng địa bàn an toàn lành mạnh, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Công an thị xã Quảng Yên luôn chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Chỉ riêng từ ngày 1 tháng 6 tới nay, Công an thị xã đã đấu tranh triệt phá bắt giữ 8 vụ, 14 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, ngay khi các đối tượng này mới chân ướt chân ráo đến Quảng Yên hoạt động. Với sự vào cuộc của lực lượng công an mang lại lợi ích rất to lớn cho doanh nghiệp, không có tình trạng trộm cắp, tình trạng người nghiện và các tệ nạn xã hội cũng không còn, và rất nhiều lợi ích nữa giúp chúng tôi và người lao động rất yên tâm sản xuất kinh doanh. Chúng tôi thường xuyên là duy trì cái tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát trong và ngoài khu vực công nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi tập trung vào các giải pháp xây dựng các kế hoạch để tấn công trấn áp mạnh với các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tội phạm ma túy được xem là căn nguyên phát sinh của nhiều loại tội phạm khác. Với việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, Quảng Yên không có các tụ điểm, điểm nóng về tội phạm ma túy, đồng thời luôn giữ vững là địa bàn an toàn.